Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo xu thế khí hậu 6 tháng tới, tức từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024. Xu thế nhiệt độ, từ tháng 7 đến tháng 9, nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 10 đến tháng 12, trên cả nước, nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ vào tháng 10, nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng. Khu vực Bắc Bộ, nắng nóng còn xảy ra đến tháng 8, tập trung chính trong tháng 7. Khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn xảy ra đến tháng 9, tập trung chính trong tháng 7 và tháng 8. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khô hạn. Khu vực Trung Bộ, khô hạn có khả năng còn kéo dài đến tháng 8. Xu thế lượng mưa. Khu vực Bắc Bộ, từ tháng 7 đến tháng 8, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 9 đến tháng 11, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Tháng 12, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khu vực Trung Bộ, từ tháng 7 đến tháng 9, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 10 đến tháng 11, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Tháng 12, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ tháng 7 đến tháng 9, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 10 đến tháng 12, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 5 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Mùa mưa, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ, dự báo mùa mưa có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm, tức là vào cuối tháng 8 hoặc nửa đầu tháng 9. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình, gây mưa lớn.